phát hiện một hộ dân ở Thạch Hà chế biến hơn một tạ mỡ bẩn, chuẩn bị tung ra thị trường. Bất ngờ kiểm tra tại hộ ông Phạm Lĩnh trú tại thôn Hương Mỹ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện hơn một tạ mỡ bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vào lúc 16 giờ 20 phút chiều nay, 20 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh bất ngờ kiểm tra hộ ông Phạm Lĩnh, thôn Hương Mỹ, Xã Tân Lâm Hương và phát hiện gia đình này đang có hành vi chế biến mỡ động vật không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở thời điểm kiểm tra, tại khu chế biến của gia đình này có 70 kg mỡ thành phẩm và 50 kg mỡ động vật đang trong quá trình chế biến. Số mỡ này không có nguồn gốc xuất xứ, không được bảo quản đúng quy trình và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Phạm Lĩnh không xuất trình được bất cứ hồ sơ thủ tục pháp lý nào liên quan đến hoạt động chế biến, kinh doanh mỡ động vật của mình ông phạm lĩnh khai nhận số mỡ do gia đình ông trực tiếp thu từ một lò mổ trên địa bàn do chủ lò mổ chưa có biện pháp xử lý số mở thừa nên gia đình ông mang về chế biến và bán lại cho một người ở hà nội về mua thu tại địa phương hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vụ việc và tiếp tục điều tra làm rõ